Tập 45. Tôi dựa vào. Ai đó? Tiêu Hồng Tú. Hồng Tú, sao con biết cha ở đây? Sao ông lại đến đây? Bọn Nhật đã theo dõi các người rồi. Chuyện này không thể nào. Cha luôn cẩn thận mà. Hoàn cảnh hiện giờ của ông đang rất nguy hiểm. Tôi đến là để khuyên ông mau đi khỏi đây. Con đang lo lắng cho cha, sợ cha xảy ra chuyện nên mới nói thế phải không? Tôi biết tại sao ông đến đây, là để báo thù cho vợ cả đúng không? Nhưng ông đã bị người Nhật dòm ngó đến rồi, ông làm gì có cơ hội báo thù chứ? Còn nữa, ông nghe nói chuyện Phương Dược Quang làm Hán Giang, liền nổi trận xung thiên, muốn tìm anh ta tính sổ phải không? Nó làm Hán Giang không liên quan gì đến cha, nó cũng không phải con ruột của cha, cha chẳng thèm để ý đến nó. Ông nói thật lòng sao? Đương nhiên là thật. Bất kể thế nào, hai chuyện này đều không thể làm. Giờ nhân lúc trời tối, hãy mau đi đi, nếu không đi nữa sẽ không kịp. Hồng Tú, cha biết con muốn tốt cho cha. Nghe con nói như vậy, Lưu Dương này không thể ở lại rồi. Cha nghe lời con, tối nay nửa đêm cha sẽ rời khỏi Lưu Dương. Vậy quyết định như vậy đi, con hối cha rời khỏi Lưu Dương. Còn con thì sao? Con ở lại đây, không phải cũng rất nguy hiểm sao? Tôi có nhiệm vụ, xong nhiệm vụ tôi sẽ đi ngay. Vậy tôi đi trước đây. Con cũng cẩn thận đó. Trung đội trưởng, thấy nửa đêm chúng ta đi ngay. Đi cái gì mà đi? Chưa làm gì cả, làm sao đi? Nhưng ông vừa hứa với Tiêu Hồng Tú mà. Tôi chỉ dỗ dành nó thôi. Nó nói người Nhật đang theo dõi chúng ta. Tôi không tin. Mặc dù nó không chịu nhận người cha này, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, quan tâm tôi. Phải, tôi cũng nhìn ra được. Không giận thì không giận, chỉ cần trong lòng có là được rồi. Sao qua? Lưu Dương không thích hợp ở lâu, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Ngày mai trời vừa sáng nên đi tìm thằng giải kia. Mặc dù tôi không tin là đang bị người Nhật đang theo dõi, nhưng vẫn nên có sự đề phòng. Thế này đi, tối nay nửa đêm chúng ta lặng lẽ rời khỏi nhà trọ này. Được. Phương Triệu Mảnh ra khỏi thành chưa? Ông ấy với Sa Qua lúc nửa đêm đã rời khỏi nhà trọ Thanh Phong từ cửa sau. Bọn người Nhật theo dõi họ ở cửa trước, lúc đấy không hề phát hiện. Xem ra ông ấy đã chịu nghe lời tôi rồi. Làm gì có, hai người họ sau khi rời khỏi nhà trọ vốn không hề đến cổng thành, mà lại tìm một quán trọ ở. Cái gì? Ông ấy vẫn rất cảnh giác. Có điều ông ấy không nhận thức đầy đủ nguy hiểm trước mắt. Ông ấy căn bản không hề định đi. Trời vừa sáng, hai người họ đã đến chỗ của Phương Diệu Quang. Thế giờ ông ấy đã gặp Phương Diệu Quang rồi sao? Đúng thế, thế nên tôi tức tốc trở về báo tin. Thế thì hỏng rồi, bọn Nhật không tìm được tung tích ông ấy. Chắc chắn ông ấy sẽ đi tìm con trai. Phương Triệu Mảnh này đúng là quá cố chấp mà. Hồng Tú, đi, chúng ta đi xem thử. Cánh tay bị bắn một phát, đây là kết cục cho kẻ làm Hán Giang như mày. Cha, đây là do Tiêu Hồng Tú bắn. Nó bắn sao? Đấy là đáng đời con. Cha thực sự không hiểu, sao con lại làm Hán Giang? Là con ham sống sợ chết, hay là do bị Trương Kính Hổ ép buộc? Hai đứa đúng là anh em ruột. Làm Hán Giang cũng tranh giao sợ thua, thì rất có tiền đồ. Giám sát cho tôi. Dân, cha hỏi con có xứng đáng với mẹ con, có xứng đáng với mẹ cả để chết trong tay người Nhật không? Có xứng đáng với Hồng Tú, với cha không? Cha nuôi nấng con từ nhỏ đến lớn, con có xứng đáng với ơn nuôi dưỡng của cha không? Cha, con làm như vậy là có nguyên nhân. Cha đừng ép con nữa, con đừng lừa cha nữa. Cha thấy con chết cũng không hối cải, theo bọn Nhật đến mê muội rồi. Trước khi cha đến Lưu Dương, cha con chính là cha ruột của con, Trương Trọng Lương. Ông ta đến tìm cha, ông ta nói với cha, nếu con và Trương Kính Hổ quyết tâm làm Hán Giang đến cùng thì hãy giết các con, trừ hại cho dân, hiểu không? Cha thực sự muốn lấy mạng con sao? Bây giờ cha hận con, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng dù sao, con cũng là do cha nuôi lớn, tình cảm như đã hòa vào thành máu. Hơn nữa, trước khi cha đến Lưu Dương, mẹ con có tìm cha, bà ấy quỳ xuống xin cha tha cho con. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của bà ấy, cha đã không nỡ rồi. Cha là người chứng kiến trưởng thành. Mặc dù bình thường con hơi ghen ngược, nhưng tính tình con không lẽ cha không hiểu sao? Bọn Nhật giết nhiều người Trung Quốc như vậy, chúng giết mẹ cả, hại chết anh em con. Lần trước cũng suýt chút nữa lấy mạng con,
bọn chúng với con có mối thù không đội trời chung. Cha thấy con sẽ làm con chó cho chúng sao? Những gì con nói là thật sao? Con nói đều là sự thật. Vốn dĩ con không muốn cha biết, nhưng sự việc đã đến mức này, con không nói không được. Thật ra con không hề nương nhờ người Nhật, con chỉ giả vờ đầu hàng để trà trộn vào hàng ngũ bọn chúng. Nếu như con giả vờ đầu hàng, vậy tại sao Tiêu Hồng Tú lại nổ súng bắn con? Không lẽ nó không biết nội tình sao? Tiêu Hồng Tú biết. Đây là khổ nhục kế của hai chúng con, chính là vì để qua mặt bọn người Nhật. Không hay rồi, Ngũ Trạm Hoa với Trương Vĩnh Thổ đã đến rồi. Phương Dược Quang, giờ là cơ hội tốt để anh lập công. Tôi ra lệnh cho anh, hãy bắt Phương Triệu Mẫn. Nếu ông ta dám chống đối thì một phát bắn chết. Bọn Nhật đúng là nham hiểm. Tướng quân Takeda, họ có hai người, tôi chỉ có một cánh tay, tôi làm sao bắn họ chứ? Anh tuyệt đối đừng xông vào đây, họ đang dùng súng chỉ vào đồng tôi. Các anh không được vào trong. Tướng quân Takeda, Phương Triệu Mẫn dùng súng ép Dược Quang rất nguy hiểm. Phương Triệu Mẫn, chúng tôi đã bao vây ở đây, đến kiến cũng không lọt qua được. Hãy thức thời thả Phương Dược Quang ra đầu hàng đi. Ngũ Trầm Qua, cậu bảo tôi đầu hàng à? Đừng có mơ. Tôi nói cậu biết, Ngũ Trầm Qua, tôi đến Lưu Dương một là để tìm thằng giải Phương Dược Quang này, hai là để giết cậu. Để giết cậu thì có bất cả mạng già đây cũng không có gì đáng tiếc. Xem ra ông cũng rất cứng miệng nhỉ. Xem thử ai sẽ giết ai. Cậu hãy đợi đấy đi. Phương Dược Quang, tên Ngũ Trạm Hoa là kẻ thù của nhà họ Phương, con lại thân thiết nhiệt tình với hắn. Hôm nay cha không giết con thì sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông. Cha muốn nổ súng thật sao? Con nghĩ sao? Cha, không kịp nữa rồi. Ngũ Trạm Hoa với Trương Kính Hổ sắp xông vào đây rồi. Hai người hãy chạy trốn khỏi đây. Ngoài kia có một khu rừng nhỏ, đúng lúc có thể ẩn nấp. Chờ đã, chuyện con nói tất cả đều là thật sao? Con nói đều là thật mà. Không đợi nữa, phá cửa xông vào. Tướng quân Takeda, chúng ta không thể bỏ mặc Dược Quang được. Bọn chúng đã bao vây chỗ này rồi. Trung đội trưởng Phương làm sao thoát thân đi? Dựa vào khu rừng nhỏ phía đông, Phương Dược Quang có lẽ sẽ nói họ chạy từ phía đấy. Đi, chúng ta đi vòng qua. Trước khi đi, cha hãy lấy đồ đánh con bị thương đi. Tốt nhất là đập mạnh một chút, đến phải dở đầu máu chảy. Như vậy bọn chúng mới không nảy sinh nghi ngờ con. Đập dở đầu con sao? Sao có thể được chứ? Cha, chuyện này có khó khăn đâu. Cha mau đi đi, không kịp nữa rồi. Cha đi rồi con làm sao? Đi theo tôi. Cha mau đi dây lên. Sao qua, đi thôi. Dược Quang, Dược Quang, đi theo tôi, đuổi theo. Đi. Dậy lên. Đi thôi, trung đội trưởng. Cẩn thận đó. Đi thôi trung đội trưởng.
Bọn họ người đông, chúng ta rút thôi. Không, Vũ Trạm Hoa nếu đã xuất hiện thì hôm nay cha phải giết hắn. Cha có chết ở đây cũng phải giết được Vũ Trạm Hoa, báo thù cho bản thân. Phương Dược Mãnh, tôi biết ông sẽ đến Lô Dương, tôi chờ ông cực khổ lắm đấy. Tôi muốn trước mặt ông giết chết người đàn bà ông yêu nhất ở đầu lĩnh. Ông đã từng lừa trung đoàn Kimura chúng tôi, lừa cả quan quân đại Nhật Bản chúng tôi, đúng là đáng chết ngàn lần. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để ông sống sót rời khỏi thành Lô Dương. Ngủ chậm qua, trung đoàn trưởng Phương, trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sao qua? Tình khốn kiếp Ngũ Trạm Qua. Phương Tiểu Mảnh, ông đừng cố chấp nữa. Đi, mau đi thôi. Đuổi theo. Ngày Kimura, tôi rất hổ thẹn, không những không bắt được Phương Triệu Mãnh mà còn bị ông ta đánh thành thế này. Việc này không thể trách cậu được. Vết thương trên tay cậu vẫn chưa khỏi, sao có thể đối phó được với hai người họ đi? Ngược lại thương cũ chưa khỏi, thương mới lại đến, cậu phải chịu khổ rồi. Tướng quân Takeda, cậu đuổi theo Phương Triệu Mãnh, Tiêu Hồng Tú, sao lại không đuổi kịp? Bọn phần tử kháng dược này một khi chui vào hẻm thì giống như trâu đất xuống biển vậy. Chúng tôi đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa, con hẻm này dòng tới dòng lui lại nhiều lối rẽ, chúng tôi vốn không biết chúng trốn ở đâu, làm sao bắt được đây? Cậu đang tìm cớ phải không? Tướng quân Takeda, tướng quân Udo, các anh bắt buộc phải mau chóng bắt được Tiêu Hồng Tú, Phương Triệu Mãnh cho tôi, đặc biệt là Tiêu Hồng Tú. Cô ta đang chú ý đến kho đạn dược lớn của chúng ta. Ngày nào chưa bắt được cô ta thì ngày đó tôi sẽ không ngủ yên được. Kho đạn dược lớn ở Lưu Dương liên quan đến việc cung ứng vũ khí đạn dược cho cả chiến khu, liên quan đến việc an toàn phòng thủ và thành bại của sách lược cả chiến khu. Nếu như xảy ra vấn đề thì tôi không thể nào ăn đối với tướng quân Kato, chỉ có thể dùng cái đầu của mình để đền tội. Xin trung đoàn trưởng yên tâm, tướng quân Takeda làm việc bất lực, vẫn còn có tôi. Trung đoàn trưởng, tôi sẽ cho lục soát cả thành, nhất định sẽ bắt được chúng. Đội đi giết Ngũ Trạm Hoa cho bằng được, hai các đồng chí của tôi hy sinh vô ích. Xin lỗi, điều tại tôi nóng lòng báo thù, nhất thời hồ đồ, khiến sao qua Tiểu Hầu phải hy sinh tính mạng, đặc biệt là Tiểu Hầu. Cô ấy là người đáng cộng sản của các anh, lại hy sinh vì tôi. Đáng cộng sản? Tần tướng quân các anh thật quá nghĩ khí. Tận đáy lòng của tôi thật sự rất hối hận. Tôi nên nghe lời khuyên của các anh. Trung đoàn trưởng Phương, sự việc đã xảy ra, hối hận cũng không bù đắp được gì. Bọn Nhật Bản ở ngoài đang bắt anh, chúng tôi dự tính tối nay sẽ đưa anh ra khỏi thành xuyên đi. Không, tôi không đi. Ông không đi, cô ở lại đây. Ông chê còn chưa đủ sao? Tôi sẽ không làm bừa nữa đâu, sẽ không tự tiện hành động đi giết Ngũ Trạm Hoa nữa. Tôi đồng ý nghe theo sự chỉ huy của mọi người, cùng mọi người nghĩ cách tiêu hủy kho đạn dược thành Tây, cứu phó trung đoàn trưởng Du, đánh hạ thành Lưu Dương, nghĩ cách giết chết Ngũ Trạm Hoa. Tóm lại, tôi phải ở lại cùng mọi người chiến đấu với bọn Nhật, báo thù cho bản thân vì sao qua Tiểu Hầu. Tôi không đồng ý. Chủ ý của ông lớn như vậy sẽ không nghe sự chỉ huy của chúng tôi. Bởi vì sự lỗ mãn của cha đã khiến nhiều đồng chí hy sinh như thế, cha còn chưa nhận ra bài học sao? Lão Cao, tôi thề tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy. Nếu trung đoàn trưởng Phương đã kiên quyết như vậy, đã nhất mực đảm bảo. Hồng Tú, tôi thấy cứ cho ông ấy ở lại đi. Tôi không tán thành. Hồng Tú, con xem lão Cao cũng đã đồng ý rồi, sao con vẫn chưa đồng ý? Chúng ta ở đây không còn an toàn nữa, để trời tối chúng ta sẽ đổi địa điểm khác.
Cô qua đi. Vẫn chưa tìm được Nhạc Thu. Có lẽ anh ấy đã biết. Lần trước phó trung đoàn trưởng Du bị bắt ở nhà trọ Thanh Phong nên đã trốn rồi. Đúng vậy, không tìm được tên họ Nhạc. Chúng ta tìm ai để nghe ngóng hướng phủ đây? Cũng chính là tình hình của kho đạn dược. Không còn người nào nữa. Mình mối duy nhất cũng đứt rồi. Chúng ta từ từ nghĩ cách thôi. Bây giờ bọn dịch cả thành đang tìm hai người khắp nơi. Hai người đừng tùy tiện ra ngoài. Có việc gì thì cứ để tôi làm. Bọn họ chưa nhìn thấy gương mặt thật của tôi nên sẽ an toàn hơn cho hai người. Còn nữa, trung đoàn trưởng Ngô đã sắp xếp bàn Chấn Sơn đến Lương Dương phối hợp với chúng ta. Thế thì quá tốt. Phó tiểu đoàn trưởng, để đội hai chúng ta chỉ phụ trách canh gác bên ngoài kho đạn dược, cũng là toàn bộ bên ngoài nhà, bên trong tường nhà. Hoàng quân sẽ không cho chúng ta tiếp xúc đâu. Tôi biết chúng ta chỉ phụ trách vòng ngoài, tôi chỉ muốn vào trong xin thử. Trình Thụ, cậu đi nói với trung đội trưởng kia một tiếng để họ cho chúng ta vào trong. Tóm lại tôi chưa từng vào đấy, có thể anh có mặt mũi hơn tôi, cứ thử đi. Tướng quân Trình Thụ, tướng quân, vị này là phó tiểu đoàn trưởng vừa nhận chức, phó tiểu đoàn trưởng Hoàng Hiệp Quân, kim đại đội trưởng đại đội 2 Phương Diệu Quang. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy hướng dẫn trực ban, muốn vào trong xem một chút. Tướng quân, tôi muốn vào trong xem một lát. Xin lỗi, trung đoàn trưởng Kimura có lệnh, ngoại trừ trung đội của tôi ở đây, bất kỳ ai cũng không được vào trong kho đạn dược nửa bước. Tôi chỉ vào trong xem thử bố cục, sau này giúp ích cho việc cùng nhau bố phòng. Đây cũng là vì công việc. Chẳng lẽ sau này các anh không cần chúng tôi phối hợp sao? Không cần anh phối hợp. Anh lo chuyện của anh, tôi lo chuyện của tôi. Bỏ đi, đi thôi. Tướng quân đã làm phiền. Xe kéo. Tướng quân, người muốn đi đâu? Đi hẻm Dân Hòa. Được thôi. Hiện giờ người Nhật đang tìm kiếm cha tôi và Hồng Tú khắp nơi. Tôi đã thấy rồi. Tôi bảo họ khoan hãy ra ngoài, tạm tránh nguy hiểm. Tôi và người của đại đội 2 muốn trà trộn vào kho đạn dược. Trung đội trưởng quân đội dược canh giữ kho, một bước cũng không cho tôi vào trong, nhìn có vẻ rất nghiêm khắc. Nếu như vậy, muốn cậu tìm hiểu tình hình kho đạn cũng không có hy vọng rồi. Đúng vậy, lần trước chúng tôi tìm được con rể tương lai và họ Hướng, muốn cho anh ta và phó trung đoàn trưởng Du gặp nhau thăm dò thử tình hình và họ Hướng, cũng chính là bên trong kho đạn. Không ngờ phó trung đoàn trưởng Du lại bị bắt. Người muốn hẹn kia cũng sợ quá trốn mất rồi. Con rể nhà họ Hướng, con rể tương lai của nhà họ Hướng, chắc có lẽ cũng là thiếu gia Thành Lưu Dương. Đúng vậy, cậu ta là thiếu gia họ Nhạc Thành Đông, Nhạc Thu. Đúng, đúng là tên Nhạc Thu. Cậu quen cậu ta sao? Chúng tôi đâu chỉ quen nhau mà còn cực kỳ thân thiết. Mấy năm trước tôi đến Thành Lưu Dương chơi, thường tìm cậu ấy. Chúng tôi là anh em tốt đấy. Đúng là tốt quá. Vậy cậu có thể nghĩ cách tìm cậu ta không? Cậu ta sợ quá nên đã trốn mất rồi. Thằng nhóc này nhát gan vậy đấy. Để tôi nghĩ cách. Hiện giờ người Nhật theo dõi rất chặt, hay chúng ta không thể gặp nhau nhiều. Tôi thấy chúng ta nên dùng cách khác để trao đổi tình báo. Tôi cũng vậy. Đây là đồng chí Bàn Chấn Sơn. Đồng chí Cao. Đồng chí Chấn Sơn, chào mừng cậu. Đúng lúc chúng tôi đang thiếu người, mời ngồi. Được, ngồi đi. Bên chỗ Phương Diệu Quang có tin gì không? Có một tin. Phùng Sáu Sáu bị một tên trung đội trưởng Dược mưu đồ cưỡng hiếp. Đúng lúc Phương Diệu Quang đi ngang qua đã cứu được Phùng Sáu Sáu. Phùng Sáu Sáu này theo Bành Đại Đầu bán mạng cho bọn Dược. Tại sao lại phải cứu cô ta chứ? Trong giấy Phương Diệu Quang nói cô ấy bị bọn Dược và Bành Đại Đầu hiếp bức. Trong lòng cô ấy sớm hối hận rồi. Nếu cô ấy sớm có hối cải, vậy để tôi thuyết phục cô ấy làm việc cho chúng ta đi. Hồng Tú, cô ta có thể giúp được gì chứ? Cô ta thật sự hối hận rồi sao? Phương Diệu Quang đang xách động một đám người của Hoàng Hiệp Quân. Nếu chúng ta có thể có được Phùng Sáu Sáu thì sẽ thêm một phần sức mạnh. Cách nghĩ của Hồng Tú rất hay. Tối nay tôi sẽ đi tìm cô ấy. Không được, cô đi không an toàn. Đúng vậy, chuyện này quá nguy hiểm. Hay là để tôi đi cho. Cả ba người đi đều không thích hợp.
chỉ có tôi là thích hợp nhất. Tôi biết làm sao để khuyên cô ấy. Được rồi, cẩn thận đó. Ai đó? Là tôi. Hồng Tú, sao cô lại đến đây? Tôi biết cô đến tìm tôi để làm gì. Tôi đi sai một ly, đi cả ngàn dặm. Tôi bị bành đại đầu lừa gạt, lại bị người Nhật uy hiếp. Tôi sợ chuyện nhát gan, nên bất đắc dĩ chịu sự chi phối, chịu đựng đến giờ. Sợ rằng tội danh hán gian này không thể rửa sạch. Không, chỉ cần cô thật lòng hối cải thì giờ vẫn còn kịp. Thật sao? Người như tôi vẫn còn cơ hội. Cô chẳng phải chỉ là bị ép buộc, tay chưa dính nợ máu. Thật ra cô có thể lấy công chuộc tội mà. Tôi vẫn thấy lo lắng. Tôi biết cô sợ cái gì. Nói thật, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Cả đời này cứ phùng xảo xảo tôi cũng đã như vậy rồi. Nói không chừng ngày nào đấy sẽ bị bọn người Nhật tóm lại. Tôi đây lẻ loi cô độc một mình, cha tôi ngoại trừ đòi tiền tôi thì bắt tôi trả nợ cho ông ấy. Tôi thấy nếu ngày mai tôi chết rồi thì trên đời này chẳng ai nhớ đến tôi cả. Không đâu, có một người vẫn luôn nhớ đến cô đấy. Ai? Ai vẫn còn nhớ đến tôi? Cô có còn nhớ lúc nhỏ cô từng nhận một người mẹ nuôi không? Bà ấy tên là Dư Bình, tôi nhớ. Mẹ nuôi rất tốt với tôi. Chỉ sau đấy không còn gặp lại bà ấy nữa. Tôi vẫn thường hay nhớ đến bà ấy. Bà ấy vẫn rất nhớ cô. Sau đấy bà ấy đến Lưu Dương tìm cô, nhưng không tìm được. Tôi không nói chuyện cô làm hán gian cho bà ấy nghe, vì tôi sợ bà ấy sẽ buồn. Cảm ơn cô đã che giấu giúp tôi. Mẹ nuôi cô hiện giờ là vợ của Cao Thắng, trung đoàn trưởng trung đoàn 36, cũng là mẹ ruột của tôi. Nghe cô nói như vậy thì chúng ta là chị em rồi. Xấu xấu, cô nghe tôi nói. Thật ra hôm nay tôi đến khuyên cô cũng là mang chút lòng riêng. Lấy tình mẹ nuôi tôi và sự giúp đỡ hết lần này đến lần khác của cô, Phùng Xấu Xảo tôi đồng ý lập công chuộc tội. Tốt quá rồi. Ai đấy? Là cha. Sao cha lại ở đây? Ai cho cha đi theo? Chẳng phải cha lo lắng cho con nên mới canh gác sao? Ông có biết chợ ở đây rất nguy hiểm không? Sau này không được phép làm gì nữa. Mau đi thôi. Rất thuận lợi, Phùng Xuân Thảo đã đồng ý lấy công chuộc tội, phối hợp với chúng ta. Tốt lắm. Phương Dược Quang cũng luôn đang điều tra tung tích Nhạc Thu, nhưng vẫn chưa có kết quả. Đây là vấn đề. Đúng vậy, nhất thời không trông chờ được vào Nhạc Thu, Phương Dược Quang lại không vào được kho đạn dược. Thời gian không chờ người. Tôi nghĩ đối với tình hình xung quanh kho đạn dược, hãy trinh sát trước. Tôi cũng cho là vậy. Nói không chừng điều tra một lượt sẽ có thể tìm được cách mới. Đúng, tôi cũng đi. Không được, hai người đã bị lộ rồi. Vẫn nên để tôi và bạn Trấn Sơn tham gia thì hơn. Người Nhật đã ngừng lục soát rồi. Vừa rồi chúng tôi tìm Phùng Xảo Xảo chẳng có chuyện gì cả. Hơn nữa đến đây là vì công việc, cả ngày trốn ở đây thì giống gì chứ? Tôi thật sự hết cách với hai người rồi. Phương Dược Quang có thám thính được tin tức gì của Du Phó Trung đoàn trưởng không? Vẫn chưa có. Trước mắt đội hành động đặc biệt Kikugawa đang bí ẩn thẩm vấn. Phương Dược Quang đang nghĩ cách. Nếu đơn độc cướp ngục cứu lão Du, sợ là sẽ rất khó thành công. Vậy nói nên làm thế nào? Tôi đề nghị nghĩ cách đồng thời tiến hành, vừa cho nổ kho đạn vừa cứu lão Du. Có lý. Vết thương trên đầu và trên cánh tay đều khỏi hết rồi sao? Đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn tướng quân Kimura quan tâm. Ta có hai việc muốn giao cho cậu làm. Ông cứ dặn dò. Việc thứ nhất, tướng quân Kikugawa đang dụ Hàng Du Khánh Châu để anh ta hợp tác với hoàng quân chúng ta, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không chịu mở miệng. Ta muốn cậu đến đó khuyên anh ta. Được. Các cậu đều là người Trung Quốc, để từng chiến đấu cùng nhau, lời của anh có lẽ sẽ có tác dụng. Tôi nhất định sẽ cố gắng khuyên bảo. Việc thứ hai, chúng ta nhiều lần lùng bắt toàn thành Lưu Du, nếu không tìm được Tiêu Hùng Tú, Phương Triệu Mảnh, tôi muốn lợi dụng mồi nhử dụ hai người họ xuất hiện,
Ông dùng tôi làm mồi nhử. Tiêu Hồng Tú, Phương Triệu Mẫn không phải đều muốn trả thù cậu sao? Đặc biệt là Tiêu Hồng Tú, cô ấy một lòng muốn giết chết cậu. Cậu chưa chết, cô ta sẽ không dễ dàng tha cho cậu đâu. Được rồi, tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức. Rất tốt. Báo cáo trung đội trưởng, tướng quân Nakatani phát hiện Tiêu Hồng Tú, Phương Triệu Bảnh đang đợi quân kháng dược ở thành Tây. Tôi và tướng quân Dư Quang đang thảo luận muốn thả mồi dữ, dù bọn chúng xuất hiện đến rất đúng lúc. Tướng quân Udo, cậu mau dẫn theo lực lượng chi viện cho tướng quân Nakatani, phải bắt bằng được Tiêu Hồng Tú, Phương Triệu Bảnh. Rõ. Tướng quân Nakatani, bọn chúng đâu? Vừa mới ở đây, giờ mất dấu rồi. Chúng ta chia nhau lục soát. Được. Đi. Tướng quân Udo có vết máu. Nhanh đuổi theo. Cha, Dược Quan, các người đi trước để con đối phó bọn chúng. Cũng được, con phải cẩn thận đấy. Được, đi. Ở bên này, tướng quân Dược Quan, sao lại có tiếng súng? Tướng quân Udo, tôi đã nhìn thấy nhóm người Tiêu Hồng Tú rồi. Bọn Tiêu Hồng Tú có thể tha cho anh sao? Bọn họ biết tôi nổ súng, các anh chắc chắn sẽ đến nên không dám hiến chiến. Anh nhìn thấy bọn chúng chạy về hướng nào? Bọn chúng chạy về phía trước rồi. Theo tôi. Vết thương của bạn chấn xương, trước khi chú ý, hãy tìm một nơi ẩn nấp trước. Để đến trời tối hãy quay về. Nhưng gần đây làm gì có chỗ nào ẩn nấp đâu. Hơn nữa vết thương của anh ta cũng phải tranh thủ xử lý. Tôi biết có một nơi ở gần đây. Ở đâu? Tiệm thuốc quốc y của Lưu Phượng Muội và chú ba cô ấy. Lưu Phượng Muội, đi thôi. Sao vậy? Các người đây là bạn chứng sơ bị thương rồi. Chúng tôi bị quân Nhật truy đuổi. Anh cũng đến Lưu Dương sao? Mau vào mật thất. Đi theo tôi. Đầu, nhanh vào đi. Vào đi. Phượng Muội, con mang thuốc băng bó cho ông ấy. Dạ. Tôi vừa nhìn thấy có người đi vào trong này. Những người đó đâu? Tướng quân, cậu nhìn nhầm rồi. Đâu có ai vào trong đây. Không có người. Tôi thấy ông đang cố tình muốn bao che, chứa chấp phần tử chống Việt. Tướng quân, sao tôi có thể chứa chấp phần tử chống Việt chứ? Tôi nói cậu biết, tôi chẳng phải là một người dân bình thường đâu. Tôi đây với trung đoàn trưởng Kim Mura rất thân thiết đấy. Ông ấy còn xem tôi là bạn đấy. Hơn với trung đoàn trưởng còn là bạn à? Đúng vậy. Lần nào tôi cũng đều chăm cứu cho trung đoàn trưởng Kim Mura, giúp ông ấy giảm đau chỗ vết thương. Ông ta rất biết ơn tôi đấy. Trung đoàn trưởng Kim Mura để cho một người Trung Quốc chữa trị cho ông ấy sao? Tôi không tin. Tôi không có gạt anh đâu. Trung đoàn trưởng Kimura đã có nói, nếu có người đến làm phiền tôi thì phải kịp thời báo ngay cho ông ta. Hay là thế này, tôi với cậu đi gặp trung đoàn trưởng Kimura. Nếu mấy đồng ý lục soát, tôi tuyệt đối không cản cậu đâu. Trung đoàn trưởng Kimura chúng tôi là bạn với một tên Trung Quốc, đánh chết tôi cũng không tin. Lục soát cho tôi. Tránh ra đi. Không được. Chúng ta mau rút theo cửa thôi. Vừa mở cửa xong, âm thanh sẽ kinh động bọn dữ. Bọn chúng lập tức sẽ xông vào đây. Chúng ta đợi thêm đi. Cậu không tránh ra, tôi bắn chết ông đấy. Không được. Anh tránh ra cho tôi. Đây là nơi chữa bệnh. Tôi đang hành y đàng hoàng, các anh không thể làm thế được. Chú ba, tôi phải ra mặt xem sao. Trung đội trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ông ta ngăn cản tôi lục soát phần thưởng chống Nhật, thái độ không tốt, vì vậy tôi mới nổ súng. Bác sĩ Lưu là người dân tốt, là bạn của tôi. Ông ta có thể chứa chấp phần thưởng chống Nhật sao? Chú ba, chú ba, chú ba vì ủng trợ chúng ta, là chú ấy đã cứu chúng ta.
Đúng, chú ba đã rất dũng cảm. Ông ấy dùng mạng mình để bảo vệ chúng ta. Kimura này khá biết diễn kịch đó. Nhiều lần xin lỗi Phượng Bụi vì vợ ông ta, vẫn cần luôn Phượng Bụi chăm cứu trong ấy. Tôi muốn mượn cơ hội này báo thù cho chú ba. Cô muốn đâm chết Kimura. Kimura là kẻ đứng đầu quân vực ở thành Lô Dương. Tiêu diệt hắn thì tôi có thể báo thù rửa hận cho chú ba, cũng xem như giúp đỡ mọi người. Cô làm thế chỉ là giúp thêm phiền thôi. Lưu Phượng Bụi, chúng tôi biết lòng căm thù của cô đối với bọn Nhật. Kimura đương nhiên đáng giết, nhưng vẫn chưa đến lúc. Bây giờ cô giết hắn, không những không thoát thân được, còn khiến bọn chúng sẽ đề cao cảnh giác và phòng bị. Đến lúc đó chúng ta phá hủy kho đạn, tấn công thành Lưu Dương sẽ càng khó hơn. Nhưng tôi đi rồi, tôi sợ mình không khống chế được bản thân, thế cũng phải nhịn. Giết một tên Kimura có ích gì chứ? Chúng ta phải nghĩ cách phá hủy kho đạn, tấn công thành Lưu Dương. Như thế người Nhật mới không còn làm hại người Trung Quốc nữa. Chú ba mới không chết oan uổng, mới xem như là báo thù cho chú ấy. Vậy thì để tên khốn Kimura đấy sống thêm vài ngày nữa đi. Đúng rồi, tôi yêu cầu được gia nhập Tân Tứ Quân. Các người có thể chấp nhận tôi không? Chúng tôi hoan nghênh cô. Tôi còn có suy nghĩ này. Chúng ta dứt khoát đổi chỗ ẩn náu một lần nữa. Đổi đến chỗ nào? Chính là đến đây. Đổi đến chỗ này. Trải qua lục nhiều lần như vậy, có Kimura che chắn, trái lại sẽ càng an toàn. Bọn Nhật bên ngoài cũng sẽ không đến lục soát nữa. Hơn nữa nơi này gần kho đạn, chúng ta muốn làm gì cũng rất thuận tiện. Tôi đồng ý. Dương Khánh Châu, tướng quân Kikugawa đã nói hết lời với anh rồi, anh vẫn không nghe. Anh còn đợi người của anh đến cứu sao? Đừng nằm mơ nữa. Người của anh không thể đến cứu anh được đâu. Ở đây có quân chủ lực canh phòng, một con chim cũng đừng hòng qua lọt. Tôi nói cho anh biết, sống chết phụ thuộc vào một ý nghĩ của anh. Anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đừng đánh cậu ta. Dùng hình tra khảo chẳng có tác dụng với cậu ta nữa. Đánh cậu ta chết thật rồi thì không thể giao phó với trung đoàn trưởng. Biết rồi. Cậu phải kiên nhẫn, từ từ khuyên nhủ. Tôi hiểu rồi. Tướng quân Kikugawa, ngài có điện thoại, cậu tiếp tục khuyên đi. Tôi đi nghe điện thoại. Tướng quân đi thông thả. Nhất định phải kiên trì. Chúng tôi sẽ dốc sức nghĩ cách cứu anh ra. Tình hình kho đạn thế nào? Hồng Tú và Lão Cao vẫn đang nghĩ cách. Cậu đối với bọn họ, không cần lo cho tôi và hai chiến sĩ kia. Không cần suy nghĩ việc phải cứu chúng tôi. Quan trọng nhất bây giờ là phá hủy kho đạn của quân Việt. Chỉ cần phá hủy kho đạn của quân Việt, chúng tôi hy sinh cũng xứng đáng. Được, tôi nhất định nói chuyện lời của anh với họ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Muốn tôi trở thành chó săn của các người? Không có chuyện đấy đâu. Anh vẫn cứng đầu cố chấp phải không? Tướng quân Kikugawa, xem thử đi. Lưu Phượng Bụi, tranh chữ nổi tiếng đây. Sao anh lại đến đây? Tôi đến tìm trung đoàn trưởng. Ông ấy đang ở chỗ tôi. Ở chỗ cô. Vậy thì tốt quá. Đi. Trung đoàn trưởng Phương, Tiểu An tìm ông. Trung đoàn trưởng Phương, bà hai rất lo cho ông. Ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên. Bảo tôi đến tìm ông. Tôi không phải đang rất tốt sao? Bà ấy cứ thích lo lắng không đâu. Cậu nói với bà ấy tôi không sao. Nhưng bà trung đoàn trưởng, bên trong là ai thế? Bên trong còn bố trí người gác. Anh ta là Hướng Bách Niên. Hoàng quân đang trưng dụng con già thành tây của anh ta. Anh ta phản kháng nên bị nhốt vào đây. Ông già này cứng đầu thật đốt. Làm sao phá hủy kho đạn của quân Nhật? Trước mắt còn chưa có cách nào hay. Tôi có một suy nghĩ bạo gan. Nếu kho đạn cách tường thành không xa,
sao chúng ta không nghĩ một lượt cách phá hủy Cô Đàn và tấn công thành Lâu Dương? Sao cô lại nghĩ như vậy? Lúc phá hủy Cô Đàn, đồng thời tạo một lỗ hổng trên tường thành, như thế thì tấn công thành Lâu Dương không khó nữa rồi. Suy nghĩ này rất hay, suy nghĩ này rất hay, nhưng thực hiện thì lại rất khó. Các cậu một người thì muốn cùng lúc tiến hành phá hủy Kho Đạn của quân Nhật và cứu phó trung đoàn trưởng Du, một bên lại muốn phá hủy Kho Đạn kết hợp tiến đánh thành Lưu Dương. Nhưng vấn đề căn bản hiện tại là chúng ta làm sao có thể tiêu hủy Kho Đạn ngay trước mắt bọn chúng. Ai đấy? Là tôi, Phương Dược Quang. Sao anh lại đến đây? Tôi có việc gấp, tìm Tiêu Hồng Tú và Lão Cao. Anh không sợ người Nhật theo đến đây à? Hiện giờ người Nhật rất tin tưởng tôi, không có ai theo dõi tôi đâu. Nếu anh mang lại phiền phức gì cho tôi sẽ không tha cho anh đâu. Lưu Phượng Bụi, sao cô cứ hung dữ với tôi thế? Anh muốn tôi nhẹ nhàng chứ gì? Không đuổi anh ra ngoài là tốt cho anh lắm rồi. Trước mắt vẫn chưa có cách nào tốt hơn. Đây là vấn đề then chốt. Hôm nay tôi đi nhà Lao Thành Tây khuyên đầu hàng, đã gặp được Hướng Bách Niên. Hướng Bách Niên nào? Chính là ông chủ Hướng của Hướng phủ. Ông ta cũng bị giam ở nhà Lao Thành Tây. Đúng vậy, ông ta đang bị giam ở nhà Lao Thành Tây. Đến con gái ông ta cũng bị giam ở đấy. Bên ngoài nhà tù vừa đơn độc để thêm trạm gác, có người canh giữ liên tục suốt ngày đêm. Ngay đâu trạm gác đấy còn là người của đội hành động đặc biệt. Xem ra người Nhật cũng sợ có người tiếp cận chủ Hướng, thăm dò tình hình bên trong Hướng phủ. Tôi vẫn luôn điều tra tung tích của Nhạc Thu, nhà anh ta, những nơi anh ta thường đến. Tôi đều đã tìm qua nhưng chẳng thu hoạch được gì. Người Nhật cũng tìm anh ta khắp nơi. Tôi đang nghĩ, nếu chúng ta thực sự không tìm được Nhạc Thu thì bắt tay từ chỗ Hướng Bách Niên. Hướng Bách Niên chắc chắn hiểu rõ nhất căn nhà của mình. Vừa rồi không phải anh nói người Nhật thêm trạm gác ngoài cửa nhà Lao? Chúng ta cũng đâu có cách nào đến gần ông ta. Chúng ta hãy cứ suy nghĩ rồi sẽ có cách thôi. Nếu kẻ địch đã có phòng bị, cậu tiếp cận Hướng Bách Niên sẽ rất nguy hiểm. Làm không khéo cô sẽ bị lộ đấy. Anh tốn nhiều công sức như thế mới có được sự tin tưởng của Kimura. Nếu vì việc này mà mất sự tín nhiệm của ông ta thì không đáng chút nào. Cứ tiếp tục điều tra tung tích của Nhạc Thu trước. Cô ấy vì sợ nên đã trốn rồi. Lỡ như đến cuối cùng không tìm được cậu ta, chúng ta mới suy nghĩ lại chuyện bảo hiểm tìm Hướng Bách Điên thăm dò tình hình. Được rồi. Chị dâu, tôi và Trình Thụ đến đây để nói với chị Bành Đại Đầu sống lại rồi. Cái gì? Người chết còn có thể sống lại? Người Nhật vẫn luôn che giấu tin này đi. Hôm nay chúng tôi mới biết. Chị dâu, tôi sớm đã nhìn ra chị và Bành Đại Đầu vốn không phải người cùng đường. Bành Đại Đầu, chuyện anh ta ép chị bán thân để lấy lòng tướng quân Udo, chúng tôi đều đã nghe nói. Nhiều người thân của tôi bị đánh đến bị thương, bị chết đều có. Tôi thật sự không thể làm gì cả. Thật sự rất bất lực. Làm hán gian, sống người không ra người, ma không ra ma, rất khó chịu. Tôi biết hai người các cậu không giống với Bành Đại Đầu, vì thế mới đồng tình với tôi, hối hận đã làm hán gian. Đúng vậy, đúng là không nên mặc lớp da chó lên người. Nhưng hối hận có ích gì? Đã không kịp nữa rồi. Không thể nói như thế. Nếu hai người thật lòng tỉnh ngộ, vẫn còn có cơ hội. Cơ hội ở đâu? Vừa rồi các anh nói chuyện tôi đều nghe hết rồi. Được, tôi và Trình Thụ đồng ý bí mật đầu hàng, ra sức đưa những anh em thuộc hạ đáng tin đến đây. Chào mừng các anh đã bỏ tối theo sáng. Hy vọng trong hành động tiến đánh thành Lưu Dương tiếp theo, các anh có thể phát huy vai trò quan trọng. Được, chúng tôi nhất định hành động bí mật. Dược Quang, anh yên tâm, chúng tôi thật lòng quy hàng. Sau này đều nghe anh hết. Tôi với anh Đồng đã âm thầm đưa mấy anh em đáng tin qua đây rồi. Được rồi, tôi có một nhiệm vụ muốn giao cho các anh. Đây là Nhạc Thu, thiếu gia và họ Nhạc đã biến mất rất lâu. Tôi đang tìm anh ta, người Nhật cũng tìm anh ta. Tôi hy vọng các anh có thể nhanh chóng giúp tôi tìm anh ta. Được, việc này cứ giao cho chúng tôi. Lúc đi nhất định phải cẩn thận, nhất định đừng để người Nhật phát hiện. Các anh nói anh ta có thể trốn ở đâu chứ? Bành Đại Đầu, Bành Đại Đầu tôi đại nạn không chết,
chạy về từ chỗ Diêm Dương. Tôi đã sớm nghe nói rồi. Sảo Sảo, sao lại khóc như đưa tang thế? Tôi thấy chắc cô chỉ mong sao tôi đi sớm gặp Diêm Dương thôi. Đàn bà thối, mấy ngày nay anh có gặp Kikukawa không? Không có. Kimura không phải đã cho anh tham gia đội hành động đặc biệt của Kikukawa sao? Ông ấy có hành động gì không gọi anh à? Ngoài việc đi khuyên hàng Du Khánh Châu, những chuyện khác ông ấy đều không gọi tôi. Dù gì chúng ta cũng là người Trung Quốc, sự tin tưởng của Kimura đối với chúng ta cũng bị giảm đi. Đúng vậy. Cẩn thận phòng thủ, luôn phiên canh gác ngày đêm, chú ý che giấu, tuyệt đối không được để các hộ xung quanh nghi ngờ. Rõ.